với chiếc khăn kêu em đổi đầu. Từng anh theo khăn em chờ, nhớ lời hẹn thuở xưa, khăn kêu em chờ đợi anh. Nét hoa văn trên đầu mẹ truyền từ ngàn xưa, dáng xinh xinh dịu hiền, nét duyên từ bao đời. Duyên ánh mắt nụ cười, duyên má hồng xinh xinh, dịu dàng em gái Thái, duyên dáng người anh thương, sao nọng ơi. Khăn kiêu thương, khăn kiêu nhớ, rớt từ mùa trăng lên, bên sàn nén đời người thương. Hẹn mùa xuân sang, khăn kiêu em chờ anh, hẹn mùa hoa ban, em gửi lời thương. Theo sợi thương, rớt từng sợi nhớ, hẹn mùa xuân sang, khăn kiêu trao gửi thương, về cùng em vui trong hôi xòe mùa xuân. Hẹn mùa xuân sang, khăn kiêu trao gửi thương, về cùng em vui trong hôi xòe mùa xuân. Dạ vâng, vừa rồi thì các bác được nghe qua một đoạn nhạc đến từ cái chất âm của bộ dàn Onkyo V77. Vâng, đấy là em đang mở nhạc qua điện thoại của anh nhá. Em đang kết nối qua smartphone đấy. Còn con này thì các bác có thể nghe được qua cả smart TV nữa cơ đấy. Thì nghe qua TV như thế nào, đấy, chất âm ra sao thì em sẽ mời các bác điều phần chi tiết nhá. Đấy, đây hình thức thì các bác nhìn qua một chút này đấy. Bộ dàn này mà các bác kể phòng khách thì tuyệt vời luôn này. Loa nước về hàng đẹp lắm các bạn đấy. Ở đây thì em kết nối sẵn là thứ nhất là công suất này đấy. Các chức năng ví dụ như là quang này đấy, điện thoại này. Đấy. Cầu loa với loa này. Đấy. Thì công suất của máy đây là 55W này, AC là 100V này, tức là nguồn điện đầu vào đấy. Quang có hai cổng này, một cổng out một cổng in này. Bên cạnh đây là cổng sub off out này, để các bác sau này mà cần nghe thêm nhạc thì cắm thêm sub vào này. Còn ở đây là các đường AV này, có đường line tape rồi CDR này. Đấy. Thì em đang chọn là cổng line in này. Đấy. Còn các bác thích cắm cổng bên dưới thì cứ chọn đầu in ở đầu vào. Công suất của loa là 70 này, trở kháng là 6 ohm. Đấy, cách cắm dây cũng đơn giản đây các bạn này. Đấy, quang cắm vào cổng in, điện thoại cắm vào cổng in, thế thôi. Sau đó thì mình quay về phía trước. Đấy, thì các bác chuyển các chế độ ở đây là có đầu input này. Thì các bác nhấn cho em là thích nghe quang thì chuyển, mà thích nghe điện thoại thì chuyển vào điện thoại này. Đấy, thông qua cái nút input ở đây. Còn cái CD này thì em có test ở đây thì cơ ra vào thì ok nhá. Đường cơ của nó này. Đấy, ra vào rất là nhạy. Nên tuy nhiên thì cái mắt của nó hơi kém rồi. Đấy, thì các bác biết rồi, nó hàng mãi về nhiều khi thì bụi bặm nó cũng làm cái mắt nó cũng kém đi. Đấy, thế nên là em con này thì không bao chạy CD nhá. Đấy, không bao chạy CD. Đấy, em có test rồi thì mắt nó cũng kém rồi. Đấy, thì còn bác nào cần về thì mang thợ người ta thay mắt mới cho nhá. Đấy. Rồi người ta vệ sinh lại cái mắt xem, nếu mà chạy ok thì mình dùng tiếp, còn không thì mang thay mắt mới. Còn cái bộ này thì em chỉ bán là để kết nối với smartphone, máy tính và kết nối với cả smart TV. Tại vì các bác chứ nhiều khi mình cứ đòi hỏi là CD này nó thứ chứ có mấy khi nghe đâu. Hoặc là mình có thì mình để đây trưng bày, chứ còn các bác bảo là thỉnh thoảng về anh test, nhưng mà em thật các bác có khi cả vài năm các bác trả động vào để nguyên si. Đấy. Thế nên là nhiều khi mình bỏ qua phần đấy các bạn. Mình có cái phần điện thoại này, đấy, hay là máy tính, hay là smart TV thì gần như là các bác có mọi thứ trong tay rồi. Đấy, nghe gì cái nhạc loại gì nó cũng có các bạn. Ca trù, cải lương, tuồng chèo, rồi nhạc vàng, nhạc xến, nhạc đỏ. Đấy. Hay là nhạc remix nó có hết, trên điện thoại nó có cái gì là các bác không tìm được đúng không ạ? Thời buổi công nghệ này mà không kết nối với smartphone thì vứt rồi đúng không ạ? Quá vứt luôn đấy ạ. Đấy. Nói thế thì cũng không thể phủ nhận được một phần là một số bác vẫn có thể dùng CD được đúng không ạ? Đấy, thì bác nào cần thì về mình nó mắt dựng vào đấy nhá. Loa thì được trang bị ở đây là bát 13 các bác nhá. Loa là trang bị bát 13 màng giấy. Đấy, bát 13 và màng giấy này. Tép thì nó là dòng Chevron. Kích thước vỏ thì nó rộng khoảng 15.5, sâu là khoảng 23.5 và cao là khoảng 26.5. Đấy. Thì đây là về kích thước, còn máy thì là rộng là 20 này. Đấy, rộng là một găng tay của em là 20. Sâu là 32.5 và cao đạt tới là 15. Điện thoại thì các bác nghe rồi đúng không ạ?
Thì bây giờ sẽ test tiếp đường quang cho bác này. Rất đơn giản thôi. Quang kết nối sẵn rồi, mở rồi. Thì các bác chỉ cần truyền vào cho em này. Input này, này. Nó có 3 phím ở đây thì mình nhấn vào phím cuối cùng. Chuyển về chế độ digital cho em. Và lúc này các bác chỉ cần kéo volume lên thôi. Vậy là nó có nhạc. Rất đơn giản. Đấy thì em đã test xong cái phần CD cũng như là cái phần điện thoại này. Chất âm thì thôi khỏi bàn rồi. Riêng cái dòng V7 này chất bát và anh sâu chắc tiếng và nghe tiếng rất là hay. Tép nó sáng. Đấy. Chất âm hay mà hình thức các bác nhìn thế nào ạ? Em thật các bác kiếm đâu ra những con loa mà hàng bãi mà nó về nó đẹp như thế này. Quá lòng lành luôn. Đấy. Em thật các bác chứ quay em thấy thích luôn. Em nhìn em thấy sướng mắt luôn, quay em sướng, loa nó đẹp thực sự luôn. Thì công nhận con V7A nó làm thiết kế cái màu loa nó ấn tượng thật. Màu nó không đậm quá mà nó không nhạt quá, nó vừa tầm mắt nhìn mà nó thích thật. Đấy. Đấy vâng nhá, đấy thì giá của bộ này thì vâng, đấy thì con này thì bình thường nếu mà có CD của nó ấy thì của nó là 2,5 triệu con nhá, đấy 2,5 triệu. Đấy, nhưng tuy nhiên thì thôi, con này thì em bán là không CD nhá, bán giá là không CD. Đấy, mà hàng nó đẹp như thế này. Thế thôi, em để cho bác giá là 2,050,000 nhá. Đấy, 2,050,000. Em thật các bác không đi đâu mà tìm được những cái bộ dàn mà nó, em thật các bác là mà hàng bãi mà lâu lắm rồi nhà mới lại về được cái bộ nó đẹp đẹp như thế này. Đấy. Dạ vâng nhá, đấy thì mọi thông tin chi tiết thì liên hệ cho em 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682. Vâng. Em xin chào các bác nhá.